Thông tin về chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết bệnh do virus Zika đợt bộ năm 2024 được các địa phương tổ chức sẽ tiếp nối dòng thông tin. Tại buổi ra quân chiến dịch diệt lăng quăng, huyện Đất Đỏ đã huy động nhân lực đến từng hội dân kiểm tra, loại bỏ lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Địa phương còn vận động người dân ký cam kết thực hiện vệ sinh môi trường, loại trừ lăng quăng, diệt mũi, phòng chống bệnh sốt xuất, xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đất Đỏ ghi nhận 4 ca bệnh sốt xuất, xuất huyết, giảm 13 ca so với cùng kỳ năm trước. với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng vật dụng có chứa nước cán bộ nhân viên y tế xã thị trấn trên địa bàn huyện long điền đã đi đến từng hộ gia đình để phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do virus zika đồng thời vận động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết như dọn dẹp vệ sinh khai thông cống rãnh mương thoát nước phát quang bụi rậm đậy kính các lưu khạp chứa nước sinh hoạt, loại bỏ các dụng cụ phế thải chứa nước để loại trừ lăng quăng nhằm làm giảm mức thấp nhất sự phát triển của mũi vằn truyền bệnh, góp phần khống chế sốt xuất huyết. Trong quý 1 năm 2024, huyện Long Điền ghi nhận 3 ca sốt xuất huyết, giảm 19 ca và 2 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2023.